chào các bạn. Ngày mới, Quỳnh Mai chúc các bạn vui khỏe, tràn đầy năng lượng. Hôm nay, Quỳnh Mai nấu món gà hôn. Nguyên liệu gồm có một con gà đi bộ đã được chặt miếng dừa ăn, 6 cái nấm đông cô đã được sắc ra, và đây là củ cải đỏ, tỉa hoa, 1 củ sắn, 2 củ hành tím, 1 bó xà lách và rau tía tô với rau húng lủi, và 1 bịch bún khô. Đây là toàn bộ nguyên liệu để nấu món gà hôn. Tiếp theo, Quỳnh Mai ướp gà. Đây là một chén nhỏ củ hành tím và củ tỏi. Trong đây có 2 củ hành tím và 3 tép tỏi lớn các bạn. Đó. 1 teaspoon bột nêm con gà, 1 teaspoon tiêu, 1 muỗng cà phê muối, 1 teaspoon đường, 2 muỗng cà phê dầu mè. Cái món này phải có dầu mè. 2 muỗng cà phê dầu mè. Rồi Quỳnh Mai sẽ trộn nó lên. Để đây nửa tiếng để cho nó thấm gia vị rồi mới đem đi chiên các bạn. Hai muỗng canh rượu nấu ăn, vậy là xong phần gia vị. Rồi Quỳnh Mai trộn lên cho đều, cho nó thấm gia vị rồi sẽ đem đi chiên các bạn. Ngoài ra còn có 2 muỗng canh tương hột và gần 1 chén đậu phộng rang. Cái này, 2 phần này là để khi nào nó thành thức ăn rồi thì nêm vô cái tô đó các bạn. Bây giờ phần gia vị này thì trộn đều để cho nó thấm, xong rồi đem đi chiên. Cái đó là phần gia vị khi ướp thịt, còn khi lên nấu rồi thì còn nêm trở lại nữa. Đó. Đã trộn đều rồi, Quỳnh Mai để đó, lát nửa tiếng sau sẽ đem đi chiên. Bắt chảo lên, Quỳnh Mai bỏ vào một chút xíu tỏi, hành, cho nó thơm, rồi Quỳnh Mai bỏ gà vào.
chiên cho nó vàng miếng thịt luôn các bạn, cho nó săn lại rất là thơm, ba mùi bát ngát luôn, dầu mè với rượu. Chiên gà nó đã vàng, gà săn chắc lại rồi thì nay bỏ vào trong cái nồi để hầm nữa các bạn. Đó, vàng rất là ngon rồi. Rồi mai bỏ vào đây một lon nước dừa tươi. Rồi đổ thêm miếng nước để cho nó ngập thịt cho nó chín các bạn. Đó, vậy là giờ Quỳnh Mai sẽ ninh nó cho thịt nó chín xong rồi mới bỏ củ cải, củ sắn với lại nấm vào. Bây giờ ninh nó cho nó mềm. Tiếp theo Quỳnh Mai bỏ vào trong cái nồi này một củ hành sắc này làm 4, củ hành tây. Rồi bỏ nấm đông cô vào. Và bỏ củ sắn. Củ sắn Quỳnh Mai là sắc thành cái kiểu như thế này, có răng cưa. Và củ cải đỏ thì sắc bông như thế này, bỏ vào nồi luôn. Rất là ngon đó các bạn. Lát có thêm đậu phộng với cương hột đó. Bây giờ mình dặn lửa riu riu cho nó chín mềm các thứ. Đây là món gà hôn ăn với bún xà lách rau sống. Món gà hôn đã chín rồi, bây giờ mình mai trình bày ra tô nha các bạn. Cái tô này Quỳnh Mai đã lót ở dưới là 2 cái lá xà lách. Kế đó thì Quỳnh Mai sẽ cho vài cọng rau húng và rau tí tô, tại mùa này không có rau nên xài đỡ các bạn. Đó,
trình bày lên tô. Rau tía tô dài lá, rau húng lủi dài lá. Đó. Rồi mình mai cho bún lên. Đây. Cho bún rồi. Mình mai sẽ cho củ cải đỏ. Nó đã chín rồi các bạn. Củ sắn, vài miếng củ sắn, vài nấm đông cô. Đó. Rồi vài cục thịt. Đó. Thịt gà chín rất là ngon các bạn. Đây, hai miếng thịt. Tô cho ba miếng. Cho ra củ sắn nhiều cho ngon. Đó. Rồi mới ra cho một miếng tương hột đã băm nhuyễn các bạn. Tùy theo bạn nào muốn ăn thì cho tương, còn không muốn ăn tương thì thôi. Đó. Cái món hôm này phải có tương hột mới ngon. Rồi đậu phộng. Cho đậu phộng lên trên. Rồi mới cho chế nước lên các bạn. Các bạn nhìn thấy cơ ngon đây chưa? Vậy là xong món gà nấu hôm đó các bạn. Rồi chút xíu Quỳnh Mai sẽ cho một miếng ngò rí lên. Quỳnh Mai đã nấu xong món gà hôm ăn với bún rồi đó các bạn. Rất là thơm ngon, mời các bạn dùng với Quỳnh Mai nha. Có củ cải đỏ, củ sắn, nấm đông cô, xà lách, rau thơm, ngò rí, đậu phộng, tương, thịt gà. Rất là thơm ngon, bổ dưỡng các bạn. Vậy video tới đây xin tạm ngưng. Quỳnh Mai chúc các bạn vui, khỏe, hạnh phúc, thành công trong cuộc sống. Nhớ ủng hộ Quỳnh Mai bằng cách đăng ký, chia sẻ, like để Quỳnh Mai có động lực làm video khác hay hơn. Xin cảm ơn các bạn và xin chào tạm biệt.